Thì thật sự là lúc đầu mình kiểu what the fuck đi gì đây. Mình kiểu không hiểu câu hỏi luôn ý. Nếu như các bạn cũng như mình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Đấy là Donald Trump có thể đắc cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo không? Thì đương nhiên là có rồi. Thôi nha, xong câu hỏi nha. Đúng đấy, thì lần đầu tiên đây, ngày bầu cử là 4 tháng nữa. Trong 4 tháng này thì hai ứng cử viên đấy là Donald Trump và Joe Biden của hai đảng sẽ vận động tranh cử. Thì Joe Biden có lợi thế gì? Những cái kết quả gần đây đang bỏ xa Donald Trump. Những cái điểm số này mình không rõ lắm, nhưng mà đại khái là trong những cái chiến dịch tranh cử, những cái cuộc thăm dò ý kiến, ý định bỏ phiếu, tức là thăm dò xem ý định, Joe Biden đang khá là dẫn đầu. Ngoài ra thì Joe Biden còn có lợi thế kiểu là do chính đối thủ của mình là đang bị những cái chỉ trích, hiểu không, về chính quyền kém cỏi, về đại dịch thì như thế nào thì mọi người cũng có vẻ như đều biết. Ngoài ra thì ông ấy còn có thể như kiểu làm cái gì mới theo ngôn ngữ bóng đá mà nói, chẳng hạn thì một đội bóng mà đang đá bết bát thua chẳng hạn, người ta sẽ thay tướng đấy để đổi vận, người ta gọi là thay tướng đổi vận. Ông Donald Trump thì lại có những cái lợi thế gì? Chúng ta cùng xem danh sách những tổng thống Mỹ gần đây. Thì đây, ba ông tổng thống Mỹ gần nhất thì đều làm tròn hai nhiệm kỳ, làm đủ hai nhiệm kỳ luôn, thì có vẻ như nước Mỹ cũng đều có cái xu hướng làm đủ hai nhiệm. Ngoài ra thì trong 4 năm vừa qua thì trừ nửa năm cuối là đang hơi toang vì là cái virus, thì 3 năm rưỡi trước thì ông Donald Trump có vẻ như là làm khá tốt những cái nhiệm vụ của mình. Ông ấy làm cho nước Mỹ trở nên khá là đầu gấu, làm cho nước Mỹ trở nên gọi là khiến các nước khác khá là e sợ, không, đó là một cái gì đấy nó phải khá là tôn trọng. Thế nên là nghĩa là trong 3 năm rưỡi đấy thì ông Donald Trump đã làm được khá nhiều việc. Thì tóm lại mình mạnh dạn dự đoán Donald Trump đấy, sẽ đắc cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Ok chưa? Và chúng ta sang câu hỏi thứ hai của em này. Dư lượng ma túy và thuốc lá trong xác ướp Ai Cập. Đấy, thì lúc đầu mình đọc câu hỏi này mình kiểu what the fuck, cái gì đây? Thì sau khi mình tra mạng thì ra là nó là một trong, nói chung là trong những cái biển mà khoa học chưa thể tìm ra lời giải thích. Đại khái của nó là như này: khi mà người ta xét nghiệm trong những cái xác ướp Ai Cập này thì người ta lại tìm thấy cái chất nicotine này, xong rồi những cái chất của ma túy cần sa trong người của những cái xác ướp Ai Cập. Người ta kiểu what the fuck, cái gì đây? Tức là những cái xác ướp Ai Cập này sống cách chúng ta tầm khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Cái thời đấy thì những cái cây như kiểu cây thuốc lá hay là cây ma túy hay cây cần sa nó không có, hoàn toàn không có ở châu Phi, mà nó lại chỉ có mọc ở châu Mỹ thôi. Đấy, mà 3.000 năm trước làm sao mà từ châu Phi mà người ta bay sang châu Mỹ? Bởi vì là thời đấy thì cái khoa học đã chứng minh là này, lịch sử đã chứng minh giữa châu Phi và Nam Mỹ không có bất cứ liên hệ nào trong thời kỳ cổ đại. Vậy làm sao mà họ có những cái loại thuốc này để mà chơi, thấy không? Thì câu hỏi này cũng hay, mình tìm thấy một bài báo, hiểu không? Thì câu chuyện mọi thứ bắt đầu từ năm 1976. Thì cái này nó rất dài nhưng mà sẽ tóm tắt cho anh em. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1976 khi tiến sĩ Michel Lescott tìm hiểu về những cái hài cốt của hoàng đế Ai Cập cổ đại. Đấy, anh em chỉ cần để ý những cái mình ấy, mình tóm tắt thôi, không cần phải để ý những cái dâu ria đó. Thì tự nhiên có thứ gì đó đấy, đang nghiên cứu, không, tự nhiên có thứ gì đó, ông ấy bất chợt nhìn thấy một số hạt thuốc lá bám trên các sợi vải. Đủ đấy, ông kiểu what the fuck, lên nào Pharaoh cũng hút thuốc lá đấy. Vì theo hiểu biết thì cây thuốc lá là cây bản địa chỉ mọc ở Tân Thế Giới. Thì Tân Thế Giới là gì? Tân Thế Giới là những cái nơi mà những cái châu lục mà mãi về sau cái thời hiện đại người ta mới tìm thấy. Ví dụ như là châu Mỹ thì năm 1492 Christopher Colombo mới tìm ra. Rồi kể cả châu Đại Dương cũng là một cái châu lục mới đấy, thì người ta gọi là Tân Thế Giới. Nhưng mà đây đang ý đang nói đến châu Mỹ đấy. Thì khi đấy thì đấy, 1492 thế giới nó mới biết về châu Mỹ. Thế mà người Ai Cập cổ đại không? Thì làm sao mà biết được? Thế bây giờ tại sao nó lại có thuốc lá ở trên xác ướp Ai Cập? Thì cái giả thiết được đặt ra duy nhất vào lúc đấy, đấy chính là hành động bất cẩn của người phụ trách, hiểu không? Ví dụ như là ông phụ trách đang ngồi kiểu chăm sóc những cái xác ướp Ai Cập thì tự nhiên lại thèm điếu thuốc ấy, thế là lôi ra hút, thế là nó rơi xuống. Đại khái là người ta giải thích như thế, người ta chẳng biết giải thích thế nào cả. Thì ok, tại đành có một cách giải thích nên đành chấp nhận. Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại đó, khi nhà độc chất học người Đức tên là gì đó, bà đã bị thu hút và tò mò với phát hiện gần như bị lãng quên của tiến sĩ Lescott ấy. Và lần này thì bà quyết định đưa mọi chuyện ra ánh sáng, đã loại bỏ hết các mối nghi ngờ liên quan đến sự bất cẩn bằng cách lấy thêm các mẫu nằm sâu bên trong mô. Sau đó thì bà phân tích kỹ càng và té ngửa. Bà kiểu what the fuck trước các phát hiện mới mẻ. Khi mà
trong các tế bào của xác ướp chứa một lượng lớn tinh chất cần sa, cacao, thuốc lá. Thôi xong, lần này thì không thể nào mà đi đổ tội cho mấy cái ông phụ trách bảo tàng nữa rồi. Đây chính là lúc mà đấy, đầy chính thức để bước vào ngôi đền của những biển. Bà ấy thêm cả 9 ghe Seven nữa thì bà lại đều thấy dấu tích của cocaine, cần sa và nicotine các kiểu, chứng tỏ là sự là cái mấy cái ông sắc gơ Ai Cập ngày xưa chơi đồ rất mạnh. Nói chung bây giờ sẽ đi tìm câu trả lời tại sao. Thì được cái là mình có 3 giả thiết như sau. Giả thiết đầu tiên đấy chính là người Ai Cập cổ đại có thể từng đến tân thế giới vào 3.000 năm trước, tức là cái lúc 3.000 năm trước là đã có người từ châu Phi đấy, bay được sang châu Mỹ và phát hiện ra châu Mỹ, nhưng mà không ai ghi lại cái sự kiện đấy, cho nên là ông Christopher Columbus lại thành công đầu tiên. Thì giả thiết này có cái hợp lý ở đây ý, là thì từ châu Phi sang châu Mỹ thì chả phải đi thuyền đúng không Hùng? Đúng quá, chả phải đi thuyền. Thì mình xem là thuyền văn minh năm nào. Thì đây, buồm đấy, văn minh từ 3.500-4.000 của đấy tức là tầm 3.000 năm trước là đã có thuyền buồm rồi. Thì cái giả thiết mấy ông ấy từ châu Phi chế tạo quả thuyền buồm đi sang châu Mỹ và lấy mấy cái cây đấy về để chơi thì cũng là một giả thiết hợp lý. Tuy nhiên cái giả thiết này lại không hợp lý ở một chỗ, đấy là tầm đấy thì cái thuyền buồm ấy là nó chỉ để đi chơi sông thôi, nó chỉ để đi ngắm sông với ngắm hồ, ngắm suối thôi, chứ còn những cái chuyến đi biển như thế là những cái này chưa ăn thua này. Tức là ra đấy rách ngay, những chuyến đi biển nó ra hàng xa, hàng vạn dặm, vạn hải lý thế. Họ có thể xuôi ngược dòng sông Nin rồi. Nhưng mà giao thông đường sông khác xa với giao thông hàng hải liên lục địa, hiểu không? Thì đấy là giả thiết đầu tiên, thì là một giả thiết có thể nói là không hợp. Giả thiết thứ hai chính là dương tính giả, anh em hiểu không? Đây là một khái niệm, đó là dương tính giả. Tức là những cái chất được phát hiện ra trong cơ thể, ví dụ như chất nicotine, chưa chắc đã đến từ cây thuốc lá mà lại có thể đến từ một cái cây gọi là Nicotiana Africa, vốn vọc của châu Phi, chiếm trung bình 2% nicotine một lượng mà có thể dùng nhiều sẽ xét nghiệm ra kiểu dương tính. Tức là không chỉ là cây thuốc lá có nicotine mà rất nhiều loại cây khác có nicotine. Vì thế nên khi phát hiện xét nghiệm ra dương tính thì cũng chưa thể khẳng định được đấy là cây thuốc lá. Và như thế đây có thể coi là một cái giả thiết đúng vậy, rất hợp lý. Thì ngoài chất nicotine này thì những cái chất như kiểu cocaine, cần sa các kiểu, well, nó cũng có thể dương tính giả bằng chất khác mọc ở châu Phi, chứ không nhất thiết là thời đấy nó phải chơi đúng là cây thuốc lá xét nghiệm ra nicotine, mà dùng cây khác dùng nhiều vẫn xét nghiệm ra dương. Ở giả thiết cuối cùng, cây thuốc lá và cần sa có thể mọc ở châu Phi. Thì đây, thực ra cây thuốc lá thì nó cứ nói là một loài cây cách đây khoảng 4.000 năm khi văn minh người da đỏ được hình thành. Tức là ý của nó là mấy cây này đều có nguồn gốc ở châu Mỹ, biết đâu được thời đấy nó lại mọc được ở châu Phi ra. Đâu có ai không xác nhận là những cái cây đấy mọc ở châu Phi. Mình nghĩ như vậy, không có ai xác nhận được là những cây đấy có thể nó mọc được ở châu Mỹ thì sao nó không mọc được ở châu Phi. Thì đây là ba giả thiết của mình. Trong ba giả thiết này giả thiết nào hợp lý nhưng mình cũng chẳng biết đâu, mình chỉ phát biểu ra giả thiết thế thôi. Còn mấy ông kia chết 3.000 năm không thể nào mình hỏi mấy ông ấy được. Nên là câu hỏi này chúng ta sẽ đành dừng lại ở mức giả thiết thôi, không thể nào mà có một câu trả lời chính xác cho các bạn được. Vậy chúng ta cùng đến với câu thứ ba của em này. Bạn ơi cho mình hỏi, tại sao mì ăn liền hay xúc xích ăn liền lại có thể bảo quản được lâu như vậy? Đấy là do có chất bảo quản tiếp, kiểu chỉ cần cứ bốc ra còn hạn sử dụng là ăn được. Ừ thì đúng rồi, chất bảo quản thì chỉ cứ bốc ra còn hạn sử dụng là ăn được. Vậy những chất bảo quản ý có lẽ rất hại cho sức khỏe. Thì bạn cứ nghĩ là như thế đi. Cho hỏi những chất đó là gì? Thì những cái chất bảo quản nói chung là những chất hóa học. Có hai loại chất bảo quản, là chất bảo quản kiểu tự nhiên ấy thì nó ít lắm, chủ yếu ấy là cái chất bảo quản được người ta tạo ra. Đây ví dụ cho bạn luôn, ví dụ như là mì ăn liền thì chất bảo quản là gì? Thì đây, như cái chất này là một trong những số những cái chất bảo quản trong mì ăn liền. Butylate hydroxyethylene, một vòng benzen nhánh như các kiểu. Đây là chất bảo quản cho xúc xích ăn liền, kali nitrat. Tiếp theo, ăn nhiều có tác động như thế nào đến sức khỏe? Thì phải nói như thế này, đấy là chất bảo quản thứ nhất, là nó không thể nào mà bỏ chất bảo quản ra khỏi cuộc sống của chúng ta được, vì rất nhiều thứ chúng ta bắt buộc phải dùng chất bảo quản, nó rất là phổ biến rồi. Cho nên là bạn cũng đừng có sợ chất bảo quản quá. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng ở đây là gì? Có hai điều chúng ta phải lưu ý. Chỉ sử dụng những chất bảo quản mà bộ y tế và bộ an toàn thực phẩm cho phép thì mới dùng. Thứ hai là về liều lượng, không được quá liều lượng, hiểu không? Nó phải không được quá liều lượng cho phép. Thực ra bạn ăn một hộp mì tôm thì bạn cũng chẳng thể nào mà lên tra cái thành phần của nó, xong bạn so vào đây được những cái chất nào được cho phép cả, đúng không? Thì nói chung là ý mình muốn nói đây, thì bạn có thể nói chung là khi mà sử dụng những cái đồ ăn một chất bảo quản thì bạn hãy sử dụng những cái nhãn hiệu đã uy tín, đã khẳng định được thương hiệu, đã khẳng định được chỗ đứng, đã được niêm yết trên khoán chứng khoán Mỹ. Thì đấy là những cái công ty rõ ràng là họ đã được kiểm định rất chặt chẽ rồi, được Bộ Y tế kiểm định rất chặt chẽ về cái chất lượng của những cái chất bảo quản như thế này chẳng hạn. Bạn cũng
không nên sử dụng quá nhiều những đồ ăn liền như thế. Nếu mà quá nhiều ấy thì hậu quả có thể nhá. Một số trẻ em bị tăng động cũng là một phần liên quan đến các chất bảo quản, những dị ứng này, hen suyễn, những bệnh lý về phổi, ung thư dạ dày, đại trực tràng, các kiểu là điều nó là cái tác động lâu dài đến sức khỏe chứ không phải là tác động ngày một ngày hai ôm một phát ăn nhiều chất bảo quản phát bạn ốm luôn không? No. Đấy. Nên là nói chung là ăn vừa phải thôi. Còn cũng không thể không ăn được. Bây giờ bạn muốn ăn những cái đồ như kiểu táo mi chẳng hạn không có chất bảo quản cho các bạn được. Đấy, biết nó là những chất hóa học nha. Và tác hại thì chỉ cần ăn đúng liều lượng và ăn những chất được cho phép thì không sao đâu. Ok. Đến với câu hỏi thứ tư của anh em này. Dán băng dính vào bình thủy tinh đục thì nhìn xuyên qua được không đục nữa ý. Thì thật sự là lúc đầu mình kiểu what the fuck cái gì đây. Mình kiểu không hiểu câu hỏi luôn ý. Mình chẳng hiểu bình thủy tinh đục là cái gì. Nhưng mà nếu như các bạn cũng như mình thì chúng ta sẽ cùng đến với Cola Thám Tử Lừng Danh tập VIP 886 sub Indo. Ta sẽ cùng xem Cola Thám Tử Lừng Danh để hiểu được câu hỏi này. Đây, chính là như này. Đây là cái kính mờ. Cái kính mờ, anh em biết cái kính mờ không? Nó là cái kính mà để làm cái cửa nhà tắm ấy. Đấy, nó là kính, bình thường kính nó trong suốt nhưng kính này mờ không nhìn thấy gì. Chính vì thế nên nó mới làm cửa nhà tắm với hai tác dụng. Cái thứ nhất là để cho trông nó có vẻ kiểu trang trọng ấy, sang trọng ấy. Và cái thứ hai là nó không nhìn thấy ở bên trong. Cái kính mờ này chắc anh em cũng nhìn thấy nhiều rồi. Nó còn có ở những cái văn phòng nữa ấy. Những cái kính đấy bình thường không nhìn được. Nhưng khi mà chúng ta bóc cái băng dính ra một thứ rất bình thường dán vào trong cái kính này thì lại nhìn được rất rõ ở bên trong. Dù nó không phải rõ như kiểu không có gì nhưng mà nó vẫn là rõ rất nhiều so với bên này. Hai bên rất khác nhau. Và nó còn được đưa vào trong Conan Thám Tử Lừng Danh. Thì chứng tỏ là cái thằng thủ phạm của cái vụ án này nó có cái kiến thức có khá là uyên thâm. Thì đấy là trong hoạt hình nhá. Còn đây, trong đời thực luôn anh em. Đây, cái kính mờ này anh em nhìn nó rất quen nhưng mà cái thuật ngữ của nó mình lại không biết. Đấy, mình nhìn thấy nhiều rồi nhưng mình lúc đọc câu hỏi mình chẳng hiểu bình thủy tinh đục hóa ra nó là cái này. Băng dính ra dán vào. Xong rồi lấy tay di lên. Thì nhìn được. Ê, anh em thấy khắc bọt hai bên không? Tại sao nó lại như vậy đúng không? Thì đây thật sự là một câu hỏi khá hay. Cách đầu tiên. Anh hiểu không? Đây sắp Indo ấy. Mình đánh hết những cái này vào trong Google dịch sắp Indo. Xong rồi mình còn lên cả cái câu hỏi cả trên Reddit. Thì cũng toàn tiếng Anh nhưng mà đại khái câu trả lời của câu hỏi nó là như này. Anh em hiểu là cái kính mờ này nó là tại sao nó lại mờ như thế không? Thì bình thường cái kính bình thường ấy thì cái mặt phẳng này là nó phẳng hoàn toàn luôn. Thì khi đó ánh sáng hoàn toàn đi thẳng và như vậy thì chúng ta nhìn rất rõ, đúng không? Đây, ánh sáng đi thẳng nếu mà kính nó bình thường. Tuy nhiên muốn tạo ra kính mờ ấy, người ta anh em không nhìn thấy thôi, nhưng trên cái mặt phẳng này sẽ có những vết xước này, những cái vết xước hoặc là những cái lỗ rất nhỏ li ti, anh em hiểu không? Những cái lỗ rất nhỏ li ti và những cái vết xước. Bây giờ anh em thử lấy một cái kính mà anh em cạo phát vào người xem nó trông nó có phải mờ đi y như kiểu này không? Mà đây người ta dùng công nghệ cho là tạo những vết xước rất đều và trông nó mờ như này. Rồi những cái hoặc là những cái lỗ li ti rất nhỏ đấy bằng cách phun cát gì đấy mình không rõ lắm nhưng mà tạo nói chung là trên cái mặt của cái kính mờ này nó không phẳng đâu, nó sẽ là những vết xước và những cái vết nhỏ li ti chẳng hạn. Khi cái mặt phẳng nó có những vết xước và có những vết nhỏ li ti đấy thì ánh sáng đi vào nó bị tán xạ, bị tán đi lung tung chứ nó không đi thẳng nữa. Anh em nhỉ? Đấy. Nó bị tán đi lung tung vì nó gặp những cái vết lỗ mà, nó gặp những cái vết xước mà. Nó ánh sáng đi vào nó sẽ bị tán đi lung tung. Chứ nó không đi thẳng một đường như kiểu là không có gì, như kiểu phẳng lì thì nó đi thẳng một đường, còn khi mà có những cái lỗ vết nhỏ thì nó tán xạ lung tung. Anh hiểu không? Tuy nhiên khi dán băng dính vào ấy thì dán băng dính vào thì những cái chất dính như này, cái chất dính của cái băng dính nó sẽ lấp đầy những cái lỗ như thế, những cái vết xước như thế lấp đầy khiến cho cái mặt này trở thành mặt phẳng như là cái kính bình thường và ánh sáng lại đi thẳng. Và như thế là chúng ta sẽ nhìn thấy như chúng ta đang ấy. Mình hy vọng là mình hiểu đúng những cái gì mà người ta giải thích. Thì anh em muốn hiểu lại lần nữa thì có thể xem lại những gì mình vừa nói. Nhưng mình nghĩ là mình nói hết cỡ rồi đấy. Thì thật sự đây là cái hiện tượng khá hay. Thì mình sẽ tóm tắt nó lại như sau. Đấy là kính mờ có những vết xước và những cái vết nhỏ li ti anh em không nhìn thấy và khiến cho cái mặt đấy không bằng phẳng và khiến cho ánh sáng đi vào nó sẽ bị tán xạ lung tung. Mà khi mà tán xạ lung tung thì mình không thể nhìn rõ được nữa. Nhưng mà khi dán băng dính lên, chất kết dính của băng dính lấp đầy những cái lỗ đấy
khiến cho nó lại trở thành mặt phẳng và ánh sáng lại đi thẳng được. Các bạn hãy đón chờ những câu hỏi những tập tiếp theo của series nhé. Và các bạn nhớ subscribe kênh, cho kênh nhớ được 200 sub cho rực rỡ và phấn khởi. Đấy, hẹn gặp lại anh em.